Khánh xin kính chào tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Khánh đang có mặt ở đây là khu vực vườn rau, trồng rau lớn nhất của vùng Gia Kiệm đấy quý vị ạ. Vườn rau vùng Gia Kiệm thì nằm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai quý vị ạ. Mùa vừa qua, những ngày vừa qua thì do mưa lụt nhiều cho nên là những vườn rau ở đây cũng có phần bị ngập lụt và cũng bị xơ xác nhiều quý vị ạ. Khánh đến chỗ khu vực này là Khánh thấy vườn rau còn đẹp nhất thì quý vị này. Vườn rau còn đẹp nhất ở khu vực này đấy quý vị. Quý vị thấy ở đây thì người ta trồng đủ thứ các loại rau hết. Đặc biệt là mùa này thì mọi người khắp nơi đang là chuẩn bị chuyển vào trồng thêm một mùa vụ loại cây mới cho dịp Tết quý vị ạ. Đây quý vị cùng với Khánh đến đây xem nhé. Đây quý vị ơi, sắp sửa khắp nơi ở cái ngôi làng Gia Kiệm đây ấy, gồm có những cái xứ như là Gia Yên, đây thuộc về Tân Yên mà cũng thuộc về xứ Gia Yên ngày xưa, Tân Yên rồi Phúc Nhạc rồi Bốt Đỏ Hưng Bình đấy quý vị, sẽ là những cái vựa trồng hoa lớn mọi người đang là dô đất để trong những cái chậu để chuẩn bị trồng hoa bán Tết quý vị ạ. Hoa ở đây thì bây giờ người ta trồng nhiều loại hoa lắm, hoa gồm có hoa cúc rồi hoa mặt trời rồi hoa màu gà, rất là nhiều loại hoa, và những loại hoa đó sẽ được xuất khẩu đi các cái vùng khác quý vị ạ. Khánh thấy Sài Gòn rồi Đồng Xoài, Bình Dương rồi có cả miền Tây cũng có đấy quý vị ạ, rất là lạ vậy đấy. Khánh có quay nhiều clip về hoa rồi, quý vị có thể xem lại. Hôm nay thực ra thì Khánh đi ngang qua khu vực này, hôm nay thì Khánh mang những phần quà của các quý ân nhân gửi về để nhờ Khánh giúp những hoàn cảnh khó khăn ở ngôi làng Gia Kiệm ấy. Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh đến thăm một số gia đình khó khăn ở trong khu vực hai bên là Phúc Nhạc và Gia Yên quý vị nhé. Quý vị đi với Khánh tham quan những hoàn cảnh khó khăn ạ. Quý vị ạ, hôm nay thì Khánh mang quà của gia đình anh chị Phạm ở bên nước ngoài quý vị ạ. Khánh đi giúp một số người còn sót lại chúc ở Gia Yên, rồi Khánh đi một chút bên Phúc Nhạc quý vị ạ. Giờ đến nhà bà cụ thì có bà cụ đây thì cũng hay ra chợ lắm, bà cũng nghèo rồi cứ lần vần ngoài chợ vậy. Khánh đến bà lần này lần thứ hai, lần trước Khánh đến mà không gặp quý vị ạ. Khánh đến hôm nay Khánh đến nữa xem có gặp bà không. Và hôm nay bà chưa đi chợ à bà? Và hôm bữa cho đến nhà bà mấy lần mà không gặp. Vâng, hiện nay bà ấy cho mang chút quà của ân nhân ấy cho biếu bà nhá, của chị Phạm ở bên nước ngoài, của anh chị Phạm bà nhá. Dư biếu bà 500 đi bà. Đây quý vị này, em đến mấy lần rồi hôm nay mới gặp bà. Biếu bà nhá. Vâng. Rồi vậy nhá, bà cảm ơn chị Phạm đi. Cảm ơn. Và chị Phạm ạ. Và vậy bà giá là thôi cho chào bà luôn. Và dạ. Đây là bác Ký. Mấy năm trước bác làm phù hồ nhưng mà tôi hồi bị tai nạn gãy chân, giờ là không làm được nữa luôn à bác. À, vậy coi như bác nghỉ. Vâng, chân bác nó còn hành không bác? Đi thì nó cục như là nó lệch ốc. À vâng, đấy. Đi thì không đi được nhiều. Vâng. Này cho mang chút quà của một chị tên là chị Phạm ấy, gia đình anh chị Phạm ấy, tôi kêu gửi bác biếu bác 500 bác nhá. Hạnh ông Cương phải không? Không, chị Phạm bác ạ. Chị Phạm ở bên nước ngoài ạ. Vâng. Tôi thì cảm ơn chị ở bên nước ngoài nhá, với lại cảm ơn anh chị nhá. Vâng. Thì là có lòng thương đến cái kẻ người già yếu đuối thì cảm ơn anh chị Hạnh ở bên đấy. Vâng. Phạm ạ. Phạm đấy bác ạ. Anh chị Phạm đó. Phạm à. Vâng. Thôi cảm ơn anh chị Phạm nhá, với lại cảm ơn cô chú đây nhá. Vâng. Rất nhiều thì tôi cũng chả biết sao, thì chỉ cầu nguyện cho bên ấy cho họ được khỏe mạnh. Và làm với tôi cảm ơn cô chú ở đây rồi đã nghĩ đến kẻ người già, cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ vâng, thôi chúc bác sức khỏe đó. Vâng. Cảm ơn cô chú là chúa ban cho nhiều sức khỏe mạnh lên.
lên để giúp những kẻ gia đình nghèo nàn túng thiếu, những người mà già cả chẳng làm được cái gì thì thôi, thì cũng cầu xin cho hết mọi người bên đấy với các cô chú để được khỏe mạnh nhá. Dạ vâng, thế cảm ơn bác cứ đi ạ. Vâng. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh nhân thôi, cháu chỉ chuyển giúp thôi. Dạ dạ. Mới được chứ còn cô chú không mấy thì làm sao mà được. Vâng, và thầy cho chào ạ. Vâng. À thôi mình con cũng được. Đây quý vị ơi, đây là khu vực trang trại chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi. Ở trong này bây giờ còn nuôi nhiều heo không anh chẳng? Dạ cũng còn nuôi chú ơi, mẹ cũng không nhiều lắm. À, đây quý vị này, đây là gia đình cháu là ở nhờ khu vực trại heo này thôi nè. Một nhà con là có mấy chị em ta? Dạ 4 chị em ạ. À, một mẹ với 4 chị em luôn. Dạ vâng. À đấy. Vậy là nay con học xong lớp 12 rồi, giờ con nghỉ học luôn à? À vậy à, con có thi đại học không? Dạ không, con chỉ thi tốt nghiệp xong rồi con nghỉ luôn. À vậy đó. Vậy bây giờ nhà con còn mấy người đi học? Dạ còn có chị con năm nay học đại học năm 4 á. À có chị học đại học năm 4. À, hôm bữa chú thấy bảo gia đình con mấy đứa chịu khó học lắm mà phải, con cũng học khá mà phải. Dạ. Con học con được đứng mấy trong lớp? Dạ con có giấy khen nhưng mà xếp hạng thì trường con bỏ xếp hạng nên con cũng không biết. À cũng có giấy khen luôn mà năm nay nghỉ học luôn. Dạ vâng. Vậy nhà con bây giờ là còn chị con đi học này, còn mấy em con còn đi học không? Dạ con còn một em nữa, năm nay là học lớp 7 ạ. À có vậy thôi. Còn con cho con nghỉ học thì con tính làm gì? Dạ con đi phụ bán hàng ở trên Bạch Lâm á chú. À đi bán hàng rồi à? Dạ. À ừ. Thôi hôm nay chú mang quà của anh Nhân ấy, chú nhớ gia đình con có mấy mẹ con vậy đây, đang ở nhờ đây nữa này. Mà tiếc cái là con không có điều kiện để con đi học dạ. À thôi chú quay phim về thì phía nhân biết vậy, con chú giúp mấy chị em con mỗi người 200 nhá. Dạ, chú 4 chị em chú gửi cho con 800 con như vậy nhá. Dạ. Mấy chị em làm gì thì làm. Ờ em đưa đi. Đây. Đây là chú lấy quà của dạ con cảm ơn cô chú nhiều, cảm ơn cô chú nhờ đến tụi con. À, đấy, ờ à, vậy con ra. Dạ vâng. À rồi, thôi chịu khó vậy à, cố gắng làm trong dần dụ mai mốt thì có điều kiện dễ lấy chồng nha. À thôi chú đi nhá. À chú chào con đây. Ê. À à ờ dạ. Đấy quý vị ạ, hoàn cảnh cháu thấy cũng tội nhỉ. Thế nhưng cũng thương đấy quý vị ạ. Rồi. Rồi. Quý vị ạ, à, vừa rồi thì cháu gái học lớp 12 xong cũng lại xếp lại trong lớp thì cũng khá giỏi đấy quý vị ạ. Nhưng mà không có điều kiện để đi học và cho nên thôi cháu ở nhà đấy quý vị. À, cháu cũng khóc đấy, trong xúc động lắm. Biết quý vị có thấy ông trong phim không thì gắn không rõ. Mà quý vị ạ, học ở Việt Nam thì thực sự rất là tốn tiền. À, để bước vào đại học thì ngoài chuyện mình học thật là giỏi để mình thi, mình đỗ vào những cái trường của nhà nước ấy thì tiền đóng phí nó đỡ hơn. Còn nếu mà học ở ngoài đó quý vị thì một năm thì nguyên tiền học phí không cũng nếu mà học đại học với quý vị là phải từ 20 triệu trở lên một năm tiền học phí. Mà cái chính nữa là tốn tiền ở trọ quý vị ạ. Tiền ở trọ thì thuê một cái phòng chung bao nhiêu người đấy thì một năm cũng phải tốn, một tháng phải tốn từ 1 triệu tới 1,5 triệu. Một cái phòng trọ kín mít nhiều khi không có cửa sổ đâu nhưng mà ở với nhau tới 8 người quý vị ạ. Đấy là tiền trọ hàng tháng từ 1,5 triệu, rồi còn tiền ăn nữa quý vị. Cho nên là một cháu mà đi học đại học được thì bình quân ra một tháng thì các cháu phải tốn từ 6 triệu tới 8 triệu một tháng quý vị ạ. Cho nên là vấn đề học tập ở Việt Nam thì cũng còn đang nhiều khó khăn lắm quý vị ạ. Hắn đi kiếm hai ông bà đây ở Suối Tre về, hai ông bà ở Bến Tre về quý vị ạ. Hai ông bà ở đây với một người con, cũng dựa vào người con vậy. Rồi có cháu ở ngoài Bến Tre thì hôm bữa hắn nghe nói là có 4 cháu thì 3 cháu bị chết đuối ở ngoài Bến Tre quý vị ạ, không tội lắm. Hắn ghé đến thử hai ông bà còn ở nhà không. Lần trước hắn kiếm mãi với ra nhà ông bà thì hai ông bà cũng không có nhà quý vị ạ. Quý vị ạ, hắn vừa đi kiếm nhà bà cụ hai ông bà ở Bến Tre quý vị, mà đi kiếm 3-4 lượt mất không nhiều thời gian quá mà không kiếm ra nhà quý vị ạ. Ở đây là những khu vực trong rừng ấy quý vị, có những con đường mình đi một lần mình vài lần cũng khó nhớ quá quý vị ạ. Rồi hắn lại vừa đến hoàn cảnh anh bị ăn bên quê bên Bắc vô đây cấp cứu do bị ốn ván đấy quý vị. Đến nơi thì hỏi kỹ ra thì cũng thấy là bây giờ thì họ chưa có thực sự cần nữa, mà tại vì người nhà họ cứ đến mình họ xin đấy quý vị.
Nói về để quý vị thấy là đi từ thiện cũng thực sự cũng phức tạp lắm đấy quý vị ạ. Đôi khi cũng có cái sự suy nghĩ nhiều quý vị, rồi cũng hơi nhức đầu quý vị ạ. Thôi thì Khánh ráng làm hết cái lương tâm với cái trách nhiệm của mình đấy quý vị. Ráng giao đúng nhất có thể các cái món quà của quý ân nhân quý vị ạ. Nhưng mà công việc thì nó cũng nhiều vấn đề cho nên đôi khi nó cũng có chậm rồi nó cũng lâu, quý vị thông cảm cho Khánh nhé. Bây giờ Khánh lại đến nhà hai ông bà ở đây. Ông thì bị ung thư múc mất một mắt, bà thì cũng bị hư một mắt, té đập đầu vào cặn rồi cũng hư một mắt, rồi nuôi các cái cháu mà không có bố mẹ ở bên nữa quý vị nè. Rồi Khánh đến đây Khánh giúp họ một tí quý vị ạ. Vâng, anh hôm nay mấy cháu bé này đi học phải chưa anh? Thằng này có mỗi thằng này đi học là mới vừa về này, vừa mới đi ra chợ về xong. À, còn bé kia? Thằng kia thì đến trưa, bắt chiều này bắt đầu thì hai thằng đi học hết luôn. À, vậy này đi học môn tiếng Anh buổi sáng. À, vâng, vậy anh phải chở đi chứ cháu nó lại không đi xe đạp được à? Không phải là không đi được nhưng mà khổ, mình đi qua đường kia mình cũng hơi sợ đúng không? À, phải qua đường hả? Thế nên anh còn nuôi bồ câu thấy gì nhiều không? Nuôi bồ câu bán gần hết, còn đâu chắc chừng 100 con gần hết. À, vậy ra. Còn hôm bữa em thấy chị cứ bán mấy con thỏ con gì ngoài chợ ấy nhỉ? Vâng, vâng. Mày đi vào nhà chưa chắc? Vâng. Hiện con ngồi coi xe cho. Ồ, cái ớt này cái ớt gì anh nhỉ? Bây giờ không biết cái ớt kiểng, cái ớt kiểng ấy nhưng mà họ trồng cái này đây là nó bị cấm, cái me nó cao một chút, nó thấp rồi này. À. Nó lên quả hầu như nó cứ lên bên trên, nó khoe bên trên không là nhìn đẹp lắm. À mà nó cay. Mình thấy về mình ăn về mình cấy chứ. À nó cay không anh? Có ăn được cay lắm, cái mình lấy cái họ cấy họ ăn luôn mà. À vàng đẹp quý vị ạ. Vàng. Còn rồi bác sĩ nó đi xét nghiệm là nó em nó báo bị suy thận mãn luôn. À lại suy thận nữa anh? À. Lại suy thận mãn luôn. Chân hôm giờ hôm nọ là thay vì sáng là mình uống thuốc nhỉ. Hôm nó đi ra đưa thằng này ra này, đợi nó đi học xong bắt đầu đi về nhà khi 10 giờ rồi. À. Gần 11 giờ mình mới uống thuốc. Vâng. Chân nó khô ra luôn. À. Vậy à, còn chị thì sao anh? Thì bà thì nói chung bà bây giờ vì cái mắt này giờ nó yếu lắm, giờ bà cứ đi rờ mò chứ cũng không có làm nhanh được. À vậy ra. Thậm chí giờ đi khâu cái khúc mà khâu không nổi mà. À. Cũng vậy, anh cũng vậy luôn. Trời ạ. Còn con cái thì có gì khởi sắc không? Mấy đứa mà nó... Con đây này, thằng con nó đang đây. Vâng. Hầu như nó không có hai thằng, không thằng nào động đậy. À, cứ vậy luôn hả? Nó không dòm ngó, không động đậy. Thậm chí từ... Nhất cái thằng lớn mấy năm rồi. Còn cái thằng này là cái hồi thằng bố nó về phát ra không nhận ra bố luôn. Vâng, đấy. Bó việc... tay luôn, cái hôm đó bà bị mất cái đợt nhiều mà... Nhiều vấn đề lắm. Cái đợt mà năm cái năm nào mà bị dịch xong nhà nước cách ly đầu tiên ấy. À. Là bắt đầu mang ra đúng một cái ngày hôm cách ly là bắt đầu ngày đưa bà đi cấp cứu. Ý chú nó chán. Ăn cái này ăn mua về để không ăn... cái này họ cho á. À. Họ thấy nhà nuôi cái còn ít cá xong rồi với lại có ít gà xong rồi lấy họ cho mang về để cho nó ăn. À cái này cho gà ăn hay cho bồ câu ăn? Không cho gà bồ câu nó không ăn, bồ câu nó chỉ ăn hột thôi, cái nó không nhặt vậy đâu. À vậy hả? Còn mà cái này đổ xuống cho cá thì nó làm dẫn luôn. À bồ câu nó ăn hột, ăn hột gì ăn? Cái hột bắp này nó ăn bắp hột đấy. À vậy từng hột luôn. Vâng. À, chứ nó không vụn vụn nó không ăn đâu. Vâng. Còn cái kia là phân ăn lấy về bón cái gì ạ? Phân về bào đổ cho chuối này anh này. À cho chuối đấy. Vâng. À ra vậy đấy. À đúng nó là con bọ. À quý vị ạ. À quay một tí cho các cháu xem những con chuột này, con bọ này. Vâng. Ăn này ăn cho ăn nó bằng ăn cái gì ạ? Này ăn bã đậu mình nấu trộn với ngô nấu cho nó ăn xong rồi cho nó ăn thêm cám với lại cỏ. Đây. Cũng chịu khó làm lắm. Vâng. Nuôi đủ thứ, nuôi cá rồi nuôi con bọ rồi nuôi bồ câu. À vậy. À, nhiều lắm cho các cháu xem. Giờ chỉ có lấy quay ở nhà mày chứ có làm gì được đâu. Vâng. À. Đâu hồi nọ nhiều lắm, hồi nọ đặt hết luôn mấy cái chuồng này rồi bây giờ nó chết nó vãn thôi, cũng vãn rồi. Anh này giống thỏ to vậy anh nhỉ? Mà không phải là chuột hunter hả anh? Cái gì anh? Cái này đâu có phải chuột hunter gì phải không anh? Không không. À. Cái chuột hunter kia nó khác, cái chuột bạch kia nó khác. À. Cái này là con bọ ngày xưa của mình, hồi xưa nuôi mình là đây họ vẫn hay nuôi nhá. À. Người ta bán cho người ta nuôi. Ta nuôi ta ăn thịt đấy, bán ngày nuôi ăn thịt đấy. À, giống con thỏ quá nhỉ? Cái nó to mà. Nó khoảng nếu mà to nhiều lắm nó khoảng cỡ 7 lạng thôi. Anh ơi cái này mà không phải là chuột đâu phải ăn hay là chuột? Giống thỏ đấy. Không, nó là bọ đấy anh ạ. À, lại giống. Nó là con bọ chứ không phải là con chuột đâu. À. Đây này. Không phải con thỏ luôn. Không. Nó là con bọ. À, vậy cái gì ạ? Cái dòng này đâu có đùa, đâu có đuôi. À, quý vị đấy thấy cái vị xem con gì này. Thân thấy giống con thỏ, nó to quá, to hơn con chuột mà nó đầy đặn hơn con chuột. Anh gọi là con bọ quý vị ạ.
À, như vậy là làm thịt được. Đẹp rồi. Ừ. Cái này ta mua quán nhậu nó mua ăn hay người dân mình mua về ăn? Mà mình hồi xưa họ nuôi vậy xong họ làm thịt trong ba họ bán họ ăn đấy. Có một thời gian quán nó cũng bán nhưng mà có lúc bán quán lúc không. À, vậy ăn nuôi ăn còn bán. Còn cứ nuôi rồi mang nào mình bán còn giống ấy. À, người ta cũng mua về người ta nuôi chơi á. Vâng vâng. À, đấy cái thấy ăn chị cũng chăm. Thì chịu ở đây giờ hai thằng già giờ có làm gì được cái gì đâu. À. Hầu như đâu có dãy ruộng gì được. Ờ, đây là cái ao của anh đấy phải không? Vâng vâng. Cái ao để tưới đây, cái máng tưới đằng kia, hai cái ống đằng kia. Vâng. Lúc nào ấy là cần rồi lấy nước vô, lúc nào hết nước thì lại bơm ra cái dưa vòi đang gác lên đây. À. Lại bơm như giếng ra nhưng mà bơm giếng ra thì hơi tốn tiền. Vâng. Chứ không có suối hả anh? Không, cái mương thủy lợi ngay đầu ruộng này. Cái mương đập thỏ đấy. À. Nó phải ngay đầu ruộng này luôn này, ngay cái đờ đám xanh xanh này. Vâng. Mà nước ở đây thì nuôi cá rồ chứ không nó ô nhiễm lắm đâu. Cái này hơi chỉ có cá dầu với lại cái con cá mùi. Vâng. Với con cá rô, với cá chê. Còn cá phi với lại ba cái con cá chê, cá chép với lại con cá chấm. Vâng. Trời cho xuống với lại cá phi hơi bắt đầu lớn lên phát thả nước vô chết sạch. Vâng, thôi ăn ạ. Tiện hôm nay em mang quà của anh nhân này. Thôi vâng, em vâng. Biếu ăn 1 triệu của chị Phạm ở bên nước ngoài vậy anh chị nhá. Vâng vâng, rồi, cảm ơn. Giúp anh lại các cháu nó đi học lại rồi với anh chị cũng ốm đau vậy à. Vâng. Để giúp anh chị cần gì anh chị chi tiêu vậy nhá. Vâng vâng, cảm ơn. Anh cảm ơn chị Phạm vâng. Đi. Vâng, cảm ơn chị Phạm đã giúp đỡ cho gia đình thôi. Vâng. Đây anh thôi, Tài. Cảm ơn tất cả các anh với anh chị nó đã đưa xuống quà của vâng. Anh nhân vào đến cho gia đình. Vâng. Đến ăn lại nhớ đến anh chị Tài Yến ở bên nước ngoài nhỉ? Vâng vâng, Tài Yến với lại cái anh Hùng hồi trước còn đợt đầu tiên là anh Hùng. Đấy anh vẫn Hùng, nhớ chứ. Anh Hùng dê đấy anh Hùng. Vâng. À, đấy, chào anh chị nhá. Vâng vâng, vâng chào anh chị. Sức khỏe vậy. Vâng vâng. Vâng. Quý vị ạ, đây là con đường song hành đấy quý vị ạ. Con đường song hành thì cũng hoàn thành cái mỹ được 80-90% rồi. Khúc này là khúc mà đi từ khúc Nhạc Vĩ Gia Yên quý vị này, thuộc về xã Tân Ba đấy quý vị ạ. À, có những nơi trên con đường này thì đã trắng nhựa xong nhưng mà có những nơi thì chưa xong. Mọi người đang trồng cấy những cái bồn hoa để trồng hoa quý vị này. Đây cột điện to ngay giữa đường quý vị. Đây là khu vực nghĩa trang của giáo sư Phúc Nhạc quý vị ạ. Ở đây thì có những khu vực phi hạt mộ mới thì đều đẹp, còn những khu mộ cũ đó quý vị ạ. Bên này đường thì khu vực cầu sư Phúc Nhạc ngày xưa thì đất hoang, bây giờ cũng thành các cái nhà liền nhau hết rồi quý vị ạ. À, phía trước mặt hắn thì có khu vực cầu suối gọi là cầu Bà Nga luôn quý vị ạ. Đi thẳng ra con đường này thì sẽ ra thẳng nhà thờ cũng như là chợ Phúc Nhà. Quý vị thấy khu vực nhà cửa ở đây cũng đều có tường hết. Đấy quý vị ạ, đứng thẳng tháp tường xá hết rồi. Và anh đến anh kiếm một gia đình ở đây. Đây là mẹ bao nhiêu tuổi đây em? Mẹ đã sinh điện, mẹ không có điện, sinh năm 31. Thì năm nay bao nhiêu? Sinh năm 31, năm nay bà mới có 90 mấy thôi. 95. À 90, không 91 thôi em ạ. 31 năm nay 2022. À. Bà chỉ có 3 con, bà là vâng, đây quý vị này. Bà đây là không có con cháu, bà không có con cháu gì hết hả em? À, và ồ, bà 91 mà bà còn xúc chén bà dùng cơm được. Thôi thì lâu lâu ăn mang quà của ân nhân ấy thì vâng. Em là cháu hả? Thôi ăn gửi giúp bà lần, lâu lâu giúp bà lần, ăn giúp bà 500 em nhá. Vâng. Em nhận cho bà hay là đưa cho bà nhận được luôn? Rồi đây bà ơi, con giúp bà tí quà của ân nhân này. Bà nhận tiền này, đây, bà nhận tiền này nhá. Vâng, đúng rồi, bà cảm ơn ân nhân nhá. Vâng, ở chỗ này không có điện này em, tòa mắt bà đâu nhìn thấy gì chứ. Vâng, à, vâng. 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 Rồi, thôi con chào bà nhá. Vâng. À, ngày xưa bà ở với các cha ấy à. Vâng.
Vâng, chào bà. Đẹp cháu. Chị ơi, vậy là anh này là anh bị gãy tông chè gãy tay rồi á. À? Gãy tay, anh gãy luôn một tay bé chị dạ. Vâng. Vâng. Cái này là cháu nó bị từ từ bé. Vâng. Vâng. Đấy. Mà bây giờ là bố còn gần xích mít thì anh đang ở riêng ở mãi đâu ạ? Ở nhà trọ Thiên Du. Vậy à? Khó khăn không chị có hay là mình, có à. Mình thôi. À vậy ạ. À? Ờ, họ vẫn cho tự thiện, họ vẫn cho đấy. Vâng, mà họ chị là mẹ luôn đấy. Mẹ đấy. Vậy chị có mấy cháu chị? Bốn thằng anh trai. Bốn thằng có mỗi anh này bị bệnh thế à, chị? Lớn nhất. À. Đẻ năm giải phóng. À, vâng. Đấy. Vâng, đẻ mùng 15 tháng 4. À. Giải phóng cháu lên được hai vâng. Được 2 tuần. Vâng. Thì giải phóng. À, đây vâng. Quý vị ạ, à, chị đây chắc nhiều quý vị biết chị Phạm ạ. À. Rồi chị cũng xúc động lắm, chị kề xin cho con chị nó khó khăn quá. Vâng. Vâng. Mà bây giờ nó cháu nó ở một mình nó đấy. Vâng. Trời sợ đêm hôm thì nhờ khi nó chết đi. Vậy bất đắc đắc kỳ tử sợ vậy ấy. À. Sợ bây giờ nó đột quỵ nhiều ấy. Vâng. Mà bây giờ tôi là mẹ mà tôi không nói được. À. Mà bây giờ nó là thằng lớn nhất, tội nghiệp nó. Vâng, thôi em vậy thôi. Vâng, thôi chị cũng xúc động thì thôi em gửi chị biếu giúp cho anh 500 chị nhá. Vâng. Vâng, cảm chúc phúc là các ân nhân. Vâng, cảm ơn anh chị. Vâng. Gửi cho em gửi cho chị. Vâng, vâng. Cô cảm ơn anh chị Phạm. Vâng, cảm ơn chị Phạm. Vâng. Ân nhân chị Phạm. Ân nhân chị Phạm. Vâng. Cảm ơn chị nhá. Vâng. Rồi Chúa trả công cho chị. Vâng, không xa chị ạ. Vâng. Rồi thôi vậy nhá, em chào chị. Vâng. Quý vị ơi, anh này đến nhà hai chị đây. Hai chị cũng gọi là neo đơn quý vị ạ. Ở với nhau vậy. Thôi em đừng ra chó cắn ấy, để chị ra đây đi nha. Vâng. Đây quý vị ạ, vô nhà chị thì sợ chó cắn lắm mà. Hai chị đi qua đây mà sợ phì phì ấy. Rồi thôi anh em gửi cho mỗi chị 300 đi. Em đưa mỗi chị riêng luôn cho các chị giữ. Cô 300, cô cảm ơn anh nhân nhá. Đấy, cái à? Vâng. Cảm ơn Chúa và những người đã với các anh các chị đã đi nhá. Vâng. Vâng. Giúp đỡ đấy. Chẳng biết gì, chẳng biết gì. Cái gì? Cái gì chỉ biết những lời cầu nguyện cho các chị với ân nhân nhá. Vâng. Biết gì hết được. Vâng, rồi vậy nhá. Rồi, thôi em đi đây. Vâng. Vâng, vâng, dạ. Vâng, rồi, lại đến đây. À, một mẹ với một con mà ở riêng cái gì ạ? Vâng, đây cái vị này, thấy bừa bộn quá cái vị nhá. Mẹ thì già yếu, rồi con cũng tàn tật mà hai người lại không ăn cơm chung, ăn cơm riêng cái gì ạ? Cái gì ạ? Bà đi không có nhà, tức là con bà đón đi Bảo Lộc đi đâu? Để bà vâng. À, thế để lúc khác ghé anh ăn ốm không hay sao, thích khỏe hay ốm? Ăn ấy. Mình không có ăn không? À vậy gì? Vâng, thôi để gặp bà biếu bà riêng ăn ạ. Hai mẹ con ăn riêng mà đúng không? Ăn riêng đâu rồi. À thôi. Riêng ăn vậy. Vâng. Vâng, thôi để gặp bà thì giúp bà riêng ăn nhá. Vậy thôi cứ đi ăn nhá. Vâng, vâng, thôi đi. Lần sau vào biếu bà không biếu ăn nữa nhỉ. Tội nghiệp. Vâng, thôi chào anh nhá. Dàn đưa tay đẹp quá quý vị này. Có tí góc mà đẹp quá. Thôi, đi quay phim thôi. Đưa tay quý vị ạ. Ngon lắm. Đây. Dàn đưa tay đẹp quá quý vị ạ. Ngàn bé thôi nhưng mà nhiều trái quá. À, gốc cái tí gì kia. Nhiều trái thật. Tháng cũng đắt người đấy. À. Một năm là nó. Cứ một tháng mà nó ra 4 kỳ. À, bị bệnh giống như vậy vảy nến chắc nến á chị. Thôi mà nó bùng hết. Không có mình không đi cộng. À. Nó đi là phải có người. Một tháng của nó tiền thuốc ở đây là 210 là 7 triệu. Vậy á? 7 triệu hai mẹ con á? Không, à, mình... thằng này, tại vì thằng này nó thối máu, nó cứ chảy vịt ra vậy à. Xong phải chụp cư. Vâng, còn bà cụ già ở đây nữa hả cơ? Vâng, đây có hai người ở nhau đây. À, có hai người thôi á chị? Vâng. Vậy chị là gì của bà chị? Tôi là con, mà tại tôi hay đi ở trong rừng ấy. À, vâng, vâng. Thôi vậy thì hai người ăn ở với nhau. Vâng, thôi vậy em gửi cho bà với em mỗi người 300 vậy mua bán một quà vậy chị nhá. Vâng, vâng. Tại vâng. Vì thấy nói vậy thì em chiếc cùng chẳng nữa. Vâng. Nói là xin chứ. Vâng. Bà này, năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? À 74 đấy. Có hai vâng. Người đấy. Vâng. Có thối. Đầu vâng. Trên tay nó vậy là đang người vậy còn có một đấy, còn không biết đâu mà chị? Nó bị cái đấu dám cho nó ra ngoài. Vâng. Vâng. Nó nhiễm trùng ấy chị nhỉ? Cho ra ngoài nhiễm trùng ấy là nguy hiểm. Máu nó chảy dữ lắm.
cái cảnh mà một tháng thằng này là cứ 7 triệu tiền thuốc cái này đấy, không có, cứ phải đi vay mượn cho nó uống thuốc vậy á. Vâng, tại vì nó thối hết đây này, cứ tay chân nước rác rồi anh đã đăng mới hết rồi đấy. Vâng, vâng. Nó bụng trên gì có khó. Vâng, dạ. Có hết phẩm ra. Vậy, nó hết rồi, đang là chờ nổi hết rồi. Vâng. Còn mà khi đi lên nhà, mỗi khi là nó làm hết cả từ. Vâng. Và vâng, cho chị gửi đi. Đây là quà của chị Phạm, chị nhận được chị cháu. Cảm ơn. Vâng. Em bé cầm nhá. À. Bé vậy con gửi bà đó là cảm ơn quý ân nhân nhá. Cảm ơn anh chị nhiều. Và cảm ơn gia đình nhà chị Phạm ở bên nước ngoài ấy. Vâng. Vâng, vậy nhá, vậy thôi chào ạ. Vâng. Vâng, thôi vậy cũng cảm ơn, mặt cảm ơn ông. Vâng. Có lòng, vâng. Chị thấy có lòng giúp cho hai người cả. Hai người mới cứ ở với nhau thôi chứ cũng chẳng có ai ở hết mà. Vâng, vâng, thôi em đi. Người lành như anh có nhiều người tự sợ nên nó biết. Thôi em đi à, còn. Vậy hả chị? Khi mà thằng này nó phát ra rồi á, một năm nó phát ra là phải. Mà con gái cho nó cứ xin hãy có con mày tìm máu nha, nó cứ chạy. À, vậy đấy. Sợ lắm. À. Thì mình không có thể bây giờ đi gần nó. Vâng. Của ông Giang cái bà đấy cho bà cháu không tin vào bên nhà mình có một người mắc mà mình nặng quá như vậy cái thể người là. Vâng. Thôi em đi đây chị ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng. Dạ vâng. Đây quý vị ạ, nhà đây là ăn thơ, có ăn có đứa cháu con ăn bị hai bố con ở với nhau mà cháu nó không được khỏe. Vâng. À hiện nay mình đâu có kẹo hả? Em đây em thích kẹo. À con đứng đấy nhá, con đứng đấy đi. Vậy hiện nay mình em gửi cho cháu 100 mới đưa ăn 500 em ạ. Dạ. Vâng, ăn đây kỳ này cháu nó đỡ hơn chưa? Dạ, đỡ đấy. À lại đi uống thuốc được đấy phải không? Biết đúng bệnh hơn phải không? Vâng. Là anh nói là cháu bị bệnh gì vậy? Cháu nó coi như nó về tâm thần đấy. À. Nhưng mà may mắn là cái cháu giờ nó may mắn nó không mất cái người vợ, mất cái gì người nó đỡ thì đấy anh. À vậy à. Chứ vâng. Nó mất cái người như người xưa khác là không bao giờ khỏi. À. Cháu nó cái người nó còn nó đỡ nó nhẹ dần. À có hy vọng anh. Vâng, đây, cho con này không có tiền mua kẹo cho con 100 nhá. À cái này của bố, đưa cho bố đi. Cảm ơn nhá. Vâng, ăn này. Ăn cảm ơn chị Phạm ở bên anh chị Phạm ở bên nước ngoài đi. Ăn chị Phạm. Vâng, em cảm ơn anh chị Phạm nhá. Vâng, vâng, hay giúp ăn thuốc thang cho cháu hay là hai bố con này cần gì thì mua. Con này để có tiền để nuôi cháu. Vâng. Vâng, vậy ăn nhá, em đi đây. Vâng. Con này bye bye đi con. Cảm ơn đi con. À rồi. 23. Ừ, đấy. Đấy nó có thể hy vọng là vâng hơi ráng anh chăng. Vâng cháu 23 rồi. Vâng nhẹ dần, cũng nhẹ dần nhẹ dần trước con lên cũng cùng điên rồi. Vâng anh đánh nó không biết gì hết, tay là đấm tường không biết gì hết mà vâng. Bây giờ nó biết đau. Vâng thơm mừng rồi đấy. Dần dần nó biết. Vâng vâng thôi em đi nhá, em chào anh luôn ạ. Vâng vâng dạ dạ. À vậy à con, à cái này bà chân đau rồi à con? Ông phải năm nay đâu có làm được cái gì. Vâng. À hôm nay con đi giúp mấy người khó khăn vì ngày ấy thì con lấy quà con biếu bà 500 của gia đình anh chị Phạm nhá. Bà em đưa tiền cho bà đi. Cảm ơn quý ân nhân tên là chị Phạm. Dạ. Vâng, cảm bà cảm ơn Thiên Chúa và cảm ơn tất cả những người thân. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng, rồi em chào bà đây. Vâng. Bà ngày xưa bà đi lấy củi rừng không quý vị, củi cao su vào bán đó. Nhưng mà bây giờ thì già rồi thì giống dựa vào con cái phải không? Thì con làm chút quà giúp bà vậy. Nhà thì ăn quá. Nó làm thì chị nó đóng lắm. À, hôm bữa thấy thì trời đẹp gái lắm. Em, hôm nay em mang chút quà của gia đình anh chị Phạm ở bên nước ngoài giúp hai chị em 500 nhá. Em làm gì em làm rồi em đưa tiền cho em đi. Cảm ơn anh nhân nhá. Hai ăn ạ. Không, ăn đâu ừ. Chị với ăn chị. Nhưng mà mình phải cảm ơn anh chị ân nhân là anh chị Phạm. Em nói đi, nói cảm ơn anh chị Phạm đi. Em cảm ơn anh chị Phạm ạ. À vậy nha. Vâng. Em trai đang đi bán số chưa về à? Vâng, anh trai. À chưa anh về trai. Đấy. Vâng. À vậy nha. Vâng. Ừ rồi, được rồi, thân thôi đây. Vậy em cảm ơn anh chị ạ. À rồi, vậy nha. Rồi, rồi, cái gì này. Ờ, em gọi đi. Đây là bác vợ của ông Khôi. À, ông bị ngày xưa bị mất một chân, cựu chiến binh chế độ trước quý vị ạ. Giờ bác con mình thấy khó khăn, thắng cũng lần trước bác cũng xin lắm, lần này thì bác giúp bác một tí. Bác ơi con mang 500 con biếu bác này nhá. Vâng, em đưa tiền cho bác để nói bác cảm ơn chị Phạm đi. Rồi bác cảm ơn chị Phạm nhá, quý ân nhân. Vâng vâng dạ. Rồi vậy nhá, vậy chúc các sức khỏe nhá. Cầu nguyện cho họ. Vâng. Vâng, cầu nguyện cho họ ân nhân vâng, nhá. Vâng, chúc vâng, các ân nhân thánh, họ. Lấy gì con?
không, không. Mình, người ta còn sống mà, người ta giúp quà mình thôi, mình chúc phúc cho họ thôi đó. Vâng, cảm ơn là anh với chị nhá. Vâng, dạ, vâng, cảm ơn anh nhân là được rồi. Hôm bữa con đến bác lần bác nhớ không? Vâng, đến một lần rồi. À, đấy là lần thứ hai nhỉ, biết bác rồi, bác rất khó khăn rồi, đến giúp. Vâng, thôi con đi nhá. Vâng, chị với anh. Dạ, vâng, vâng, vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn chị với anh hết lòng nhá. Dạ. Chị mới lấy lại, có một cái bắp là chị lời là có 500. Có vài người chợ mà chị lời đâu có 30.000 ăn bắp chú. Thề luôn. À, 30.000 thôi, ngày thôi đấy. Khổ lắm luôn ấy. À, vậy à. Nhà này nhà. Vâng. Chị ở một cái xó bếp, xó nhà cầu, nó mảnh nhà chị đấy. Vâng. À, ra vậy đấy. Vâng, thôi em giúp chị 500 của... Thôi em xin phép ạ. Em giúp chị 500 của chị Phạm, chị cảm ơn chị Phạm. Chị cảm ơn chị Phạm nhá. Vâng, của ân nhân tên là Phạm vậy mà. Vậy à. Vâng. Chị cảm ơn anh em nhiều nhá. Vâng, nhưng mà chị cảm ơn quý ân nhân là được. Cảm ơn chị Phạm đi. Vâng. Cảm ơn nhiều nhá. Vâng, vâng. Vì gì ạ? Vậy là chị Phạm, gia đình anh chị Phạm ạ. À, đúng là gia đình anh chị không hẳn tên là Phạm hẳn, nhưng mà tại vì chị cũng muốn là ân nhân, đúng là chỉ muốn giấu tên thôi ấy, nhưng mà thôi thì Khánh cứ nói một chút để Khánh sao kê ấy. Thì thôi Khánh cảm ơn gia đình anh chị nhiều đã tạo điều kiện để Khánh mang những phần quà đến các gia đình khó khăn. Khánh thì cũng muốn mang đúng người, đúng những gia đình khó khăn lắm anh chị ạ, nhưng mà đôi khi thì thực sự là mình cũng không có chắc được 100% cái gì ạ. Và chị ạ, và đi thì đôi khi nó có những cái phức tạp riêng ấy, thôi thì dù sao cũng giúp được một số người nghèo. Hôm nay thì Khánh đi khu vực này là Gia Yên, để Đông Bắc Phúc Nhạc với anh chị ạ. Rồi sau này có điều kiện hơn thì Khánh sẽ đi bên khu bên Tây Nam Phúc Nhạc nữa, rồi khu 3, khu 4 Gia Yên nữa. Thôi Khánh cảm ơn anh chị nhiều, xin chúc ban nhiều ơn lành và trả công bội hậu cho gia đình anh chị. Khánh cũng cảm ơn tất cả quý ân nhân và quý khán giả đã xem phim ủng hộ cho Khánh luôn. Khánh xin chào tất cả quý vị luôn. Khánh bye ạ.